Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Vinavonic. Ngày hôm nay tôi đã chờ đợi thời gian dài để đón một cái máy về. Máy này là máy định lượng. Thường khi các bạn sản xuất những dòng sản phẩm như là sữa chua hoặc nước mắm thì chúng ta cần phải có những cái thiết bị máy đóng gói năng suất lớn, thì đòi hỏi chi phí rất là cao. Và để giải quyết vấn đề này cho những khách hàng mà hiện tại vẫn còn đang thiếu hụt về kinh tế, thì tôi có cái giải pháp cho bạn về máy định lượng năng suất nhỏ nhưng giá thành của nó cũng rất là ưu đãi cho khách hàng. Thì về cơ bản thì chúng ta có thể thấy rằng là máy này gồm có những bộ phận chính như sau. Thứ nhất, ở phần trên thì là phễu. Phễu này là phễu được làm từ inox 304. Cái thể tích chứa của phễu này là 10 lít. Bên dưới cái này thì chúng ta sẽ có rằng là cái phần này là cái phần mà dùng để tháo rời ra để mà chúng ta vệ sinh. Còn cái này là vòi, chiếc rót. Ở phần dưới này chính là cái công tắc chu kỳ của nó. Khi mà chúng ta bật vận hành nó đủ cái định lượng nó thì nó sẽ ngưng lại, nó không xả cái dịch chúng ta ra nữa. Bên đây là một cái nút này nó giống như là một cái công tắc chủ trong lúc vận hành vậy đó. Bạn có thể là nhấn nó vào, nhấn vào mục đích của nó chính là ngưng quá trình hoạt động của trong lúc các bạn vận hành, các bạn bận cái gì đó hay là muốn làm cái gì đó mà các bạn muốn ngưng cái quá trình gọi là định lượng cái sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhấn cái nút đen này để làm gì? Để khi mà chúng ta nhấn cái phần mà xả sữa thì nó sẽ không hoạt động, nó sẽ an toàn cũng như là đảm bảo được là cái những cái vấn đề mà lỗi tai nạn xảy ra trong quá trình mà chúng ta định lượng cái sản phẩm này. Ở bên đây là cái thiết bị kết nối với cả toàn bộ máy ha, là nó sẽ kết nối với cái máy nén khí để ép cái sản phẩm mình xuống khi mà chúng ta muốn định lượng. Và ở phần dưới này là một cái van. Van này là van định lượng, các bạn có thể là định lượng từ một cái túi tùy theo cái nhu cầu của bạn, có thể là 50g hoặc là 60g hoặc là có thể là lớn hơn. Bên dưới là một cái đế, đế này rất là vững chắc, được làm từ thép cho nên là rất là cứng và vững, cho nên là khi chúng ta đổ cái liệu chúng ta lên phễu này thì chúng ta cũng rất là an tâm bởi vì ở dưới nó rất là vững. Cái máy này thì rất phù hợp cho những cái dòng sản phẩm chúng ta cần định lượng, ví dụ như là sữa chua, nước mắm, nước tương hoặc là một cái số cái sản phẩm dạng lỏng thì đều có thể sử dụng được cái máy này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần gọi là vận hành. Thì đầu tiên á, khi mà vận hành thì chúng ta sẽ liên kết máy này với một cái máy nén khí cho cái nguyên liệu chúng ta lên cái phễu này. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng cái bật cái công tắc này ra, công tắc đen bên phía này ra để chuẩn bị quá trình vận hành. Và bên dưới này như nãy tôi đã nói chính là cái phần gọi là điều chỉnh cái định lượng trong cái máy này. Bạn điều chỉnh theo cái nhu cầu của mình. Rồi sau đó, sau khi mà mọi thứ đã xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nhấn cái phần này. Bây giờ tôi sẽ nhấn thử cho các bạn xem. Bởi vì chúng tôi đang demo cho nên sẽ không có liệu trong này, nhưng mà bạn có thể thấy là khi mà chúng tôi demo cái máy đó, thì có nghĩa là nó sẽ nhấn xuống một cái lực nhất định, rồi sau đó nó sẽ nâng lên, có nghĩa là sẽ xả vừa đủ cái liệu mà cần trong cái túi của các bạn á. Và ở dưới có một cái công tắc hành trình thế này, thì khi nó chạm công tắc đó thì nó sẽ bật nảy lên, đảm bảo được cái liệu chúng ta sẽ không thể nào mà thoát ra ngoài được. Và lưu ý là khi chúng ta vận hành á thì chúng ta chỉ cần chạm nhẹ nó thôi và nó sẽ tự vận hành. Như vậy mà cái máy này rất phù hợp cho những hộ kinh doanh sản xuất nhỏ hay sản xuất vừa. Và bây giờ tôi sẽ demo cái máy này cho các bạn xem ha. Về cơ bản thì sau đó chúng ta sẽ liên kết với lại hệ thống máy nén khí, mở cái phần cái công tắc này để sẵn sàng và điều chỉnh cái lưu lượng mà các bạn muốn cho vào hũ. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu demo cho các bạn cái hũ này ha. Thì thao tác rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đặt cái hũ này ở phần dưới cái vòi, sau đó chúng ta sẽ nhấn. Lưu ý là khi chúng ta nhấn chỉ nhấn một lần duy nhất thôi, không giữ. Và sau khi nhấn xong thì các bạn sẽ đẩy nắp lắp lại. Về cơ bản thì không chỉ là cái vòi này nó thích hợp với lại cái những dạng sữa chua hũ, mà chúng ta cũng có thể là làm trên những dạng sản phẩm như là sữa chua túi, cũng rất là hợp lý cho cái thiết bị máy định lượng này. We'll be right back.
Và đây là cái thành phẩm mà sau khi chúng tôi đã chiết lót liên tục demo cho các bạn xem á. Cái hũ sữa như thế này, sữa lớn như thế này á. Rồi sau khi chúng ta đã chiết lót xong ấy thì chúng ta sẽ vệ sinh máy. Thì máy vệ sinh cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng nước sôi hoặc là nước nóng để chúng ta có thể tráng rửa trên cái phần phễu này. Chúng ta chiết lót để làm sạch cái đường ống này. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là tháo. Thì tháo ra cũng khá là dễ dàng ha. Chúng ta sẽ tháo phần cái khớp phễu trước. Rồi sau đó là cái đường ống ở cái phần xả này chúng ta vệ sinh thôi. Còn ở phần dưới này thì nó không, dường như là không tiếp xúc với phần sữa quá nhiều. Nếu như mà nó có phần rơi vãi hay là nhiễu lên đây thì chúng ta chỉ cần sử dụng khăn hoặc là những khăn mà có sát khuẩn khẳng để sẵn đấy thì chúng ta có thể vệ sinh cũng như lau vào cái phần này. Cho nên là cái máy này vừa tiện dụng, chúng ta có thể định lượng những sản phẩm sữa chua, những dòng sản phẩm nước tương, nước mắm thì chúng ta có thể là vệ sinh nó một cách rất là dễ dàng và cũng rất là dễ dàng để mà vận chuyển đi, bởi vì máy cũng rất là nhẹ. Nếu bạn nào quan tâm đến cái thiết bị máy này hãy liên hệ với Vinorganic của chúng tôi hoặc là để lại số điện thoại liên kèm ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp chủ động liên hệ gọi cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để chờ đón những video mới, những thiết bị mới mà chúng tôi thiết kế và sáng tạo lên. Xin cảm ơn.